Trà Vinh, lập 4 chốt kiểm tra y tế phòng ngừa dịch COVID-19. Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với các ngành chức năng lập 4 chốt kiểm tra y tế để phòng ngừa dịch COVID-19. Ngày 14 tháng 3, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đơn vị vừa phối hợp với các ngành liên quan lập 4 chốt kiểm tra y tế phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. 4 chốt này được lập ở cầu Cổ Chiên xã Đại Phước, cầu Mây tức thị trấn Càng Long, và đại ngãi huyện Tiểu Cần và chốt cầu Trà Mệt huyện Cầu Kè. Theo công an, các chốt kiểm tra y tế hoạt động 24 phần 24 giờ. Bắt đầu từ 13 tháng 3 và sẽ kết thúc khi có chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, kiểm soát khai báo y tế để phòng chống dịch bệnh, đồng thời báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh các trường hợp nghi ngờ nhiễm dịch COVID-19 để chủ động thực hiện các biện pháp cách ly. Nhiều bạn nói tôi đọc không chuẩn đó là do tôi mới học lớp 1 ạ trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại